Xin chào các bạn quay lại với kênh mình nha. Hôm nay về cho anh em một cái sản phẩm hồi xưa mình cũng có bán rồi. Đó là mấy chiếc xe đẩy này các bạn. Đây, xe đẩy hàng. Xe đẩy hàng tá trồng nhỏ các bạn đây. Thì cái xe này thì hôm lần trước mình cũng có bán rồi này. Đó, hàng thì mới nguyên như vậy các bạn. Đợt này thì bao giá thị trường luôn nha các bạn. Chỉ có để mình báo giá trong cái phần nội dung chính video. Còn bây giờ thì mình đang nhận hàng tại bến xe đây. Đợt này giá yêu thương, rất là yêu thương, rất là rẻ luôn đó các bạn, hơn 1.000 chiếc cho anh em, 2.000 chiếc chứ. Đấy. Rồi thì mình đang cho nhập kho, rồi sau đó sẽ có video chính thức, rồi quay cận cảnh này kia. Đây các bạn, bánh nhỏ này, bánh nhỏ bánh nhựa này các bạn, đấy, đây, bánh nhỏ bánh nhựa cho anh em này, bánh đốc này, bánh này thì xài cả đời nó không hư đâu, còn mới cứng luôn, rất là nhiều. Đây nữa, giá cả thì đợt này nó sẽ rẻ hơn được rất nhiều nha các bạn. Đợt này do mình lấy số lượng khá lớn, giá thì nó sẽ tốt hơn. Được vừa rồi. Rồi, ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết để giới thiệu sản phẩm cho em coi luôn. Các bạn thì bánh xe thì mình vẫn còn bạn, mình về thêm rất là nhiều bánh xe ở ngoài bãi nữa. Đó, hiện tại thì đây, bánh xe quá trời quá đắt luôn. Đây các bạn, vừa về còn chắc đóng này chưa đem vào. Thì bánh xe bạn nói những chung những cái bánh này á, bánh này mà hiện tại nó nếu mà loại bánh bị xì hơi bạn, đây là bánh ngon nha. Mình có một lô bánh nó bị xì hơi, nhưng mà mình bơm vô thì nó không giữ hơi á, mình không biết là nó xì theo kiểu gì. Thì mình sẽ thanh lý những cái bánh này là 45.000 một bánh đó. Còn những cái bánh kia thì xí nếu mình đánh số nha các bạn. Đây 45.000 bánh này. Bánh xe này là 45.000 bánh. Còn những cái bánh ok mình nạp hơi căng cứng như này là 101 nha các bạn. Tí nữa mình đánh mã số cho bạn coi. Đó. Đó, xe đẩy hàng nữa các bạn. Xe đẩy hàng thì bên mình vẫn còn nha. Đó, 101 một xe. À, tí nữa review chi tiết cho bạn coi luôn. Rất là nhiều hàng Singapore nha các bạn. Bánh xe các kiểu này. Rồi, bây giờ mình sẽ đi vào nội dung chi tiết. Đầu tiên mình sẽ giới thiệu bánh xe trước nha bạn, rồi tới máy lòng vòng máy sản phẩm bên kia. Ok. Hôm nay thì mình về được một ít cái sản phẩm rất là mới nha các bạn. Đây, cái đèn đang hot rần rần trên TikTok đây. Đây các bạn, một cái đèn mà dành cho mấy anh em đi soi chuồng, soi ếch, soi chim nha các bạn. Đó, sáng kinh khủng khiếp lắm các bạn. Tí nữa mình view kỹ hơn nha. Đó, một cái đèn đội đầu. Cái đèn này thì đang rất là hot đây các bạn. Trên TikTok người ta bán tới 450 gần 500 ngàn. Đó. Cái đèn này thì trọng lượng nó cũng tầm khoảng 3 lạng các bạn. Đó. Đó. Một cái sản phẩm nữa cũng khá là hay. Đây là cái ổ khóa thông minh. Đó. Một cái ổ khóa dành cho mấy anh em mà hay quên cái chìa các bạn, khó bằng vận tay. Ổ khóa rất chắc chắn nha các bạn, hàng này hàng thứ dữ này. Dùng vận tay là mở nha các bạn. Tí nữa mình chỉ anh em cách lắp đặt cũng như là cái cách sử dụng như thế nào. Đây là camera hai mắt các bạn. Camera hai mắt thì đây mình lắp sẵn một con này các bạn. Thì điều kiện mình về lâu rồi nhưng mà bây giờ mình có thời gian mình lắp đặt này các bạn. Cái đây thì xí nữa mình chỉ cho anh em cái cách thức mà mình kết nối cũng như là ấy, nó rất là đơn giản thôi. Nó đơn giản hơn cái camera này nha các bạn. Rồi có mấy cái combo nó cũng hay đó các bạn, bố con đa năng này. Đó. Rồi một mớ Movavit là cái combo. Và một số cái thứ đồ linh tinh các bạn, bóng đèn, một đồ mình thanh lý luôn này. Đặc biệt hôm nay có một cái máy hàng bạc nhựa này các bạn. Cái đây thì mình thanh lý vừa một anh khách thôi. Đó, thì mình cứ bán như thế này thì anh em nào mà có nhu cầu về cái máy này thì có cái máy hàng bạc nhựa này, hàng chưa có xài đâu nha các bạn, mới có test mấy lần thôi chứ còn chưa có xài gì cả. Nó giá mới 6 triệu các bạn, anh thanh lý 3 triệu mốt này. Đó, thì cái đây thì mình sẽ quay cho kỹ hơn tí. Rồi thì lân quanh mấy món đồ thanh lý nữa nè các bạn. Đó, hôm nay thì bao nhiêu đây, mình sẽ quay những cái món hàng mới về trước rồi sau đó mấy món hàng thanh lý mình về sau. Ok, bây giờ chúng ta đi vào nội dung chi tiết.
Rồi, video đầu tiên thì mình sẽ review cho anh em cái bộ này nha. Đó, cái bộ này là ngày xưa khách mình mà mua tới 6.420.000, mình đang giảm còn 3.1 nha các bạn. Đó, thì mình bán theo giá mình khách yêu cầu thôi, chứ thực sự cái này thì trước giờ mình không bán lần nào. Là một con máy hàng túi nhựa. Con này thì khách chỉ mới có test vài lần thôi chứ cũng chưa sạc. Đây là cái sách hướng dẫn, nó còn trong mức cứng luôn nè các bạn. Đây là có sách hướng dẫn sử dụng nè các bạn. Bộ này là giá là 10, mình mua mới là hơn 6 triệu á. Cái này hãng này thì nó chuyên là con này thì khách mua năm 2020 này, nhưng mà để hoài chưa có xài đâu, máy thì còn mới lắm. Đây, mình thanh lý được 3.1 các bạn. Anh em có thể về vệt sệt cái mã này nha. Đây là mã mang nhựa là Weldy. Đó. Con này là các bạn. Công suất là 1600W, máy hàng bạc nhựa nha các bạn. Đây là cái một, nó làm như một cái đầu khò các bạn. Cái này nó có rất là nhiều cái đầu khò này. Như một cái máy khò đấy các bạn. Đó, một cái đầu dẹp này, một cái đầu nhọn này. Đó, một cái đầu này nữa các bạn. Ba cái đầu như thế này. Dây điện này, dây điện rất là to, 1600W mà. Còn một cái đầu, cái đây là cái đầu, cái đầu này là gắn ở đây này các bạn. Đó, để chúng ta khò nó ra nhỏ như này. Đó, chúng ta hàn nhựa. Thì ví dụ như chúng ta có một tấm bạc nhựa đúng không? Để mình lấy sách hướng dẫn này các bạn. Đây này, đây là một cái sách hướng dẫn đó này. Có tấm bạc nhựa. Đây các bạn. Anh em mà thường hay hàng bạc nhựa đó, hàng hồ nuôi tôm, rồi hàng mấy cái bạc đó, hàng mấy cái bạc mà nuôi trồng thủy sản rồi đó các bạn, thì chúng ta dùng cái này chúng ta hàng đó, chúng ta khò được cho nó ra rồi cái nó nóng lên, và có cái này để chúng ta ép xuống các bạn, chúng ta ép xuống rất là hay. Và toàn bộ cái bộ này thì nó như thế này nha các bạn. Như thế này, đây là cái máy chúng ta này, máy hàng bạc nhựa. Rồi mình khách mình thanh lý là 3.1 triệu nha các bạn, 3.1 triệu bao ship ok. Đây các bạn, thì đây là xe này là hàng của nội địa Úc nha các bạn, nhưng mà nó là hàng của ở bên Singapore. Mình sẽ để cho anh em coi cái link một hình ảnh người ta bán cái giá ở trên các sàn thương mại điện tử của nước ngoài các bạn, ở trên cho các bạn coi nha. Thì đây là một chiếc xe đẩy hàng các bạn. Thì cái xe này thì con này nếu mà cái lúc mà chưa bung các bạn thì nó sẽ là cao á, nó sẽ rơi vào khoảng 70 cm, 75 cm nha. Đó, độ rộng này, độ rộng ngang luôn á, tính luôn bánh luôn độ các bạn. Bánh luôn thì mình thêm chút đi, 30, chưa tới 30. Đó, con này thì tải trọng của nó các bạn, nhà sản xuất công bố là 20 kg, nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ hơn. Nhưng mà chúng ta chỉ lanh quanh xài trong vòng khoảng 40 kg đổ lại nha bạn, là mình bao cho anh em xài luôn. Con này thì nó sẽ có hai cái bánh rời nha bạn, khi anh em về mua thì nó sẽ có bánh rời nha. Cái này thì cái cách lắp ráp vô cùng dễ thôi các bạn. Đó, ví dụ như khi chúng ta lắp bánh này đó, khi mình bán về thì bánh xe ta lắp nha các bạn, chúng ta ấn cái nút đen vô này các bạn là rửa gỡ là ra đó. Thì khi mà chúng ta chưa không xài thì, nhưng mà khi mà chúng ta mua về á, thì nó sẽ gọn như này này đó. Nó là một cái miếng sắt như thế này thôi, rất là gọn nhẹ như này, và chúng ta chỉ việc lắp hai cái bánh này vô thôi đó các bạn. Lắp vô thì không cần ốc vít gì hết trơn các bạn, thậm chí là cái này là phụ nữ là cũng xài được luôn, cũng dùng rất là gọn gàng luôn đó. Thì cái này phù hợp cho mấy anh em ở trong nhà đẩy đồ, để đặt linh tinh trong nhà các bạn đó. Khi mà xếp gọn các bạn coi này, con này nhẹ, rất là nhẹ các bạn, chắc mình nghĩ cân nặng nó khoảng chưa tới 1 kg đâu, nhẹ tưng như vậy mà đó. Thì ví dụ như con này nó có khả năng là đó các bạn, kéo cao lên tầm khoảng 30 phân nữa, kéo cao lên 30 phân nữa thì nó mở ra như thế này, thì để nó đứng như thế này đó. Thí dụ như mình là một người ví dụ như mình là một người chân yếu tay mềm vậy chẳng hạn, thì trong nhà ví dụ như lâu lâu mình có kêu những cái bình nước này. Thì ví dụ như đây là một cái bình nước các bạn. Thì bình nước này là nó bình nước khoảng 20 lít nha, 10-20 lít. Thì mình thì thanh niên trẻ mình không nói gì nha các bạn, chứ ví dụ như những chị, những thậm chí là những bé trai bé gái nhỏ trong nhà các bạn, thì 20 lít là một vấn đề á. Đó, thì nó sẽ dùng cái này ví dụ như vậy, nó sẽ đưa lên đây nhẹ nhàng. Đó các bạn, đưa lên nhẹ nhàng như thế này. Đó,
Rồi từ đó thì nó sẽ trở nên rất là đơn giản các bạn. Có thể đẩy đi bất cứ nơi nào trong nhà. Thì cái xe này nó sinh ra như vậy được các bạn. Hoặc là mình thấy ở bên nước ngoài cái này á, nó sẽ đựng trên, nó sẽ bỏ ba lô cặp cho mấy bé đi học nữa các bạn. Đó. Thì cái xe này nó tải trọng ở tầm này thì nó công việc nó như vậy thôi. Đấy. Giá mà 1.800.000 bên nước ngoài, còn về Việt Nam mà nó rẻ hơn 20 lần. Thì anh em xem cái giá này thì quá hợp lý nha các bạn. Đây. Nhẹ như thế này này. Đó. Bình nước này là không vấn đề các bạn. Nó nói 20 kg chứ thật sự nó phải hơn. Đó. Các bạn đi vô cùng nhẹ nhàng luôn. Thấy không? Đi mọi ngóc ngách trong nhà. Thậm chí là những cái thùng như thế này các bạn. Đó. Hoặc là ví dụ như anh em mình mà có nhận đồ, nhận đạt. Ví dụ như đây, những cái thùng như thế này. Bỏ lên, kéo toàn ten, sướng cực kỳ luôn. Đi mọi nơi các bạn, thậm chí là điều khiển này, gọn gàng này. Thì khi mà xong các bạn, khi xong việc thì sao? Thứ nhất là dày, xếp lại. Treo là một cái móc ở đâu ngang cái nhà chẳng hạn. Treo một cái chỗ gọn gàng trong cái nhà như vậy. Hoặc là những cái xó nhà nó rất là nhỏ. Ví dụ như đây, có một cái khe nhỏ chúng ta có thể nhét vào như thế này. Đó, cực kỳ là gọn gàng như thế này nha các bạn. Đó. Thì con này các bạn, giá bên mình thanh lý đợt này á, có nó về lại là 100k một con. Giá này quá hợp lý nha các bạn. Không thể nào rẻ hơn được nữa đâu. 100k một con. Rồi, một sản phẩm đồ gia dụng mới về. Thì sản phẩm này thì hiện tại rất là hot trên TikTok nha các bạn. Vì sao mà nó hot như vậy? Bởi vì cái tính năng sử dụng nó quá ok đi. Thì đây là một cái bộ đồ chúng ta. Đây là một cái máy lau nhà, lau kính, lau đồ. Một sản phẩm. Thì đây, trong bộ nó thì nó sẽ bao gồm như thế này. Đầu tiên là một cái thân như thế này, đẹp như thế này nha các bạn. Cái loại này là cái loại đơn giản này. Đó. Thứ hai là cái bông lau này. Bông lau này thì nó sẽ như thế này, nó dùng chung nha các bạn. Ở đây thì mình có hai loại luôn. Cái loại này là loại cao cấp, loại xịn. Đó. Nó sẽ giá 120, còn cái loại này á, bên mình bán chỉ có 65.000 thôi. Thì cái con này là cái loại như khi mà chúng ta xài đó, chúng ta là xé cái này ra. Thì nó thiết kế cái này rất là hay nha các bạn. Cái miếng này lúc nào mình cảm thấy nó cũng ẩm ướt luôn á. Đây các bạn, cái này này, cái miếng này nó ẩm này các bạn. Nhưng mà cái độ thấm hút nước nó cực kỳ tốt luôn nha các bạn. Trên này thì nó sẽ có mấy cái thanh gài, chúng ta chỉ việc gài vào đây vài thùng thôi. Cái này mấy anh phải mua nha các bạn. Mấy anh mua tặng cho mấy chị, để mấy chị lau bếp, lau tủ. Đây các bạn, gài vô này. Bắt đầu gài vô là như nó ra như thế này. Con này thì có thể nghiêng được là một cái độ nghiêng đó, làm này. Bên này cũng vậy, bên hai bên này các bạn. Và đặc biệt là cái độ vắt của nó. Khi mà chúng ta xài á, cái độ đây là chúng ta thấm nước bạn, hoặc là nước là kính lên. Rồi chúng ta vắt như thế này, ta bóp như thế này là nó vắt này, nó ép lại. Là tự nhiên cái nước là nó thừa là nó bung ra. Hay vậy. Và cái hàng này là hàng cao cấp hiện tại nha các bạn. Không phải là ba cái hàng rẻ tiền ở trên kia nha. Bên mình thì đang sale giá rất là tốt, là chỉ có 65.000 cái cục này thôi. Đó. Cái này thì lau tủ bếp này, lau ấy, lau đồ nhà mình cũng đang xài. Tí nữa mình sẽ cho anh em coi cái video là mình xài cái này như thế nào nha. Đó. Rồi ví dụ như lau kính các bạn, lau kính thì chúng ta sẽ dùng một cái chất nước lau kính, chúng ta xịt lên này. Xịt lên này và chúng ta lau. Đó. Nó rất là sạch nha các bạn. Đó. Lau nó sạch như thế này nè. Đây là chưa có dung dịch đó. Có dung dịch chúng ta xịt lên là nó sẽ ấy hơn nữa. Con cá mình nó còn thích luôn các bạn. Đó. Lau như thế này. Hoặc là chúng ta lau cái những cái bề mặt đá, mặt bếp, mặt đồ, lau cửa kính, cửa sổ rất là sướng các bạn. Lau xong là chỉ việc lấy cái đây trà trong nước và vắt nhẹ nhàng như này. Đó, vắt như này thôi. Là xong. Thì khi mà làm xong thì chúng ta chỉ việc treo này lên một cái vị trí nào đó trên cái kệ. Đó, treo lên là rất là gọn gàng. Đặc biệt là cái mút này các bạn, rất là mềm mại, mịn màng luôn các bạn. Rất là mềm, rất là đã rửa, rất là sướng tay luôn. Đó là một loại nha. Cái loại đây là loại thường này. Còn cái đây, cái loại này thì mình có nhập, nhưng mà để tham khảo anh em thử ra sao, anh em có thích không. Cái loại này thì nó cũng sẽ đi theo một miếng như này các bạn. Cái miếng này thì nó cũng là y xì như cái miếng này luôn, cũng dùng chung miếng này luôn. Nhưng mà cái cơ cấu nó khác nhau. Anh em nhìn nó nhỏ gọn như này các bạn, thậm chí chúng ta phải bỏ túi được, nó nhỏ hơn cái đây, nó gọn hơn cái đây rất là nhiều. Đó. Đây này anh em coi này. Nhưng mà con này là nó nhỏ gọn do là nó có cái khả năng gấp gọn nha các bạn. Đây.
cái tabon là dài này, đấy, nó là như này, treo là cũng treo lên này nha các bạn. Đó. Thì con này thì nó sẽ cái này sẽ đẩy lên, đấy. Đẩy lên và cũng lắp luôn cái miếng như này để mình sử dụng cái miếng này lắp qua luôn nha các bạn. Đó. Lắp thì chúng ta sẽ kéo để mình coi lại cái cơ cấu. À các bạn, mình kéo. Đó, cái đây mình gắn vô thì mình để tí mình nghiên cứu cái cách mở sau. Đó, còn cái này thì mình sẽ xé tiếp một cái miếng nữa. Đó, để mình có cái miếng này. Cái miếng này thì nó cũng y chang như cái kia luôn. Nó cũng ẩm ướt các bạn, lúc nào nó cũng ẩm ướt. Hình như trong này nó có một cái dung dịch tẩy rửa sẵn rồi á. Đó, chúng ta cũng gắn vô đây thôi. Gài một cái kịch là dính như thế này. Đó, con này thì nó cũng nghiêng, khả năng nghiêng được hai bên này. Đó, vắt thì nó cũng đó, vắt sạch như này. Tự cây này là gọi là cây thông, cây lau cho mình các bạn. Đó, lau thì nó cũng sẽ lau dài. Lau qua lau về này các bạn, lau kính này, lau bếp này, chà rửa cọ này. Đó. Cây này quá hay luôn nha các bạn. Mình thấy cây này nó hot quá, nó hay quá nên mình đem về mục đích là cho mấy anh em phục vụ mua tặng vợ rồi nha, 20 tháng 10 rồi đó các bạn. Đó, quá ok nha. Rồi thì ở đây thì mình sẽ báo giá các bạn. Cây mà cây thường này, cây thường á là giá là 65.000 này các bạn. Cây loại này là 65.000 này. Còn cái cây cao cấp á, cái cây cao cấp mà nó như thế này á là giá là 120k. Đấy, cây cao cấp á là 20k, còn cái cây thường là 65.000. Ok. Đây các bạn, cái cây đây là cây mà mình đang xài ở nhà này. Đấy. Thì miếng vải này, các bạn, khi mà chúng ta muốn xài thì chúng ta cứ việc cho nước vào nha. Đó. Cho nước vào. Đó. Rồi kéo cái cây này là nó vắt này các bạn, coi nó vắt khô này. Đấy. Nó vắt khô này. Đó. Vắt là nói chung là còn nước trong này để cho nó lau sạch nha bạn. Chúng ta muốn vắt khô chúng ta ép cái này, đó là nó sẽ ra hết nước này. Nó còn chúng ta muốn vắt thô á là chúng ta cứ vắt một cái thôi. Đó, vắt khô. Bây giờ mình lau cho bạn coi này. Các bạn, đây là cái những cái mặt phẳng này, đó, chúng ta lau này các bạn. Lau là nó sáng trưng luôn nha các bạn. Đây dùng để lau kính, lau bếp, lau đồ là vô số 1 luôn nha. Đó, đây là những cái mặt phẳng này. Nó có thể nghiêng được gấp 90 độ để chúng ta lau vàng ấy. Đó. Chúng ta. Đó, chúng ta lau này. Các bạn thấy nó sạch bon luôn không? Rồi ok, đó là cách thức sử dụng. Và cái miếng này nè các bạn. Đó, mình cũng có băng kèm nha. Đó, cái giải lau này chỉ có 20.000 một miếng thôi. Đó. Thì cái nói chung là cái mút này thì khỏi phải bàn rồi, nó mềm nhũn luôn các bạn. Đây. Nó được ở trong cái bọc như này, khi anh em mua thì có thể mua thêm cái miếng này nha, 20k thôi, mua cho mấy chị là mấy chị rất là thích luôn nha các bạn. Nói anh em coi video này thì kêu mấy chị tới ngồi coi chung là mấy chị mê liền thôi, tại vì mấy anh ít lau dọn á chứ mấy chị mê lắm. Mình cũng là một người, tuy mình là đàn ông nhưng mà mình cũng rất là thích những cái đồ bếp nha các bạn, tại mình hay làm trong bếp á. Đó, mấy gọi ra đây là mua cái này cho mấy chị là mấy chị rất là mê đây. Rồi bây giờ thì mình sẽ đến với nội dung chính, đó là bánh xe. Đó, thì bánh xe thì đợt này thì mình về đúng 3 loại thôi. Còn một loại nhỏ này các bạn. Là bánh này á, thì đường kính nó là 7 phân, 8 phân. Này. Cái này là 7 phân rưỡi nè các bạn. Bánh này là bánh 7 phân rưỡi. Vòng bi là chưa có nha các bạn. Cái này vòng bi nhỏ. Thì cái này là mình bao một bánh chịu tải 20kg nha. Đó. Bánh này rất là cứng, bánh nhựa. Nhựa đặc luôn, nhựa đúc luôn các bạn. Thì cái này thì anh em mua về thì chế đồ, xe đẩy hàng đẩy đồ hoặc là làm xe đồ chơi đồ cho con nít nha các bạn. Chỉ có 3.000 một bánh thôi, quá là rẻ luôn. Anh em thì nói chung là 3.000 bánh mua tối thiểu 10 bánh nha các bạn, mình không có bán một bánh đâu. Bánh xe thì nó có thể có nhiều chủng loại nha các bạn, ví dụ như vậy nhưng mà chất lượng thì y nhau luôn. Hoặc là cái nan hoa nó khác nhau đó, tùy loại nhưng mà nó cũng là kích thước 7cm, 7cm rưỡi này. Đây, mã mà B1 là 3.000 một bánh. Anh em mua ít nhất là 10 bánh nha các bạn. Đó. Rồi tiếp theo là B2. Đây các bạn. Thì hàng này là hàng bánh xe Mỹ nha các bạn. Bánh xe Mỹ. Con này thì nó là loại bánh xe. Con này là nó chịu tải là 300 lbs tương ứng với 136 kg. Thì những cái bánh xe này á, mình sẽ bao cho anh em là không xì, không gì hết nha các bạn. Ổ bi, ổ đồ là còn ngon lành. Cái vòng bi này thì trục để mình đo cho anh em cái đường kính cái bánh xe này nè. Bánh xe này là bánh hơi nha các bạn. Bánh hơi thì ưu điểm của nó là êm ái.
Đó, nhưng mà nó không bằng cái bánh đây đâu. Cái bánh này nó cứng nhưng mà nó xài nó không êm lắm, nhưng mà nó xài rất là lâu. Đây, đường kính của cái bánh này là 26 cm này. Đường kính 26 cm. Cái lỗ trục này là 10, lỗ trục này là bi 16 nha các bạn. Phần bi là lỗ này 16 này, anh em cốt 16 này. 5 mâm là mâm sắt, được sơn chống rỉ sét này, hai đầu đều có bi hết nha các bạn, có 4 ốc tán giữa. Đó, bánh là bơm hơi. Cái độ dày của cái bánh là 8 phân. Cái độ dày của bánh này là 8 phân. Mà mã số B2 nha các bạn là 101 một bánh này. Đó, mình bán thì anh em muốn mua bao nhiêu cũng được, muốn mua 4 bánh, 2 bánh, 3 bánh gì cũng được. Thì cứ đủ 300 mình vào ship, 3 bánh là mình vào ship rồi. B2 là 100k bao ship, quên. B2 110k. B3 này các bạn. B3, B4 là hai cái là bánh đặc, để mình đưa trong đây mình nói cho nó dễ này. Bánh này đường này mình về nhiều lắm. Đây, B3. Bữa hôm qua mình demo ban đầu thì nó sẽ có mấy cái bánh bằng inox nha các bạn, nhưng mà thực tế thì nó chỉ có vài bánh thôi. Thì mình sẽ không đề cập trong video này. Đây, B3 này, 101 nha các bạn. B3 là 101. Đường kính của bánh này á là nó cũng sẽ rơi vào khoảng 20 cm này các bạn. Bề rộng của nó là 5 phân rưỡi. Và con này cũng sở hữu một cái lỗ trục là 16 luôn. Đó, anh em có đổ trục đồ đồ thì chúng ta đổ trục 16 nha. Bánh này thì đặt 100% luôn, đặt quèo. Cái này là nhựa này, nhựa nhưng mà nhựa chịu lực các bạn. Đó, một cái bánh như thế này thì nó chịu lực, bánh hơi này nó chịu lực 136 kg. Thì anh em muốn chịu tải thì tính lên. Còn cái bánh này á, mình bao lên chịu tải 200 kg nha các bạn. Rất là cứng, cứng nhắc luôn. Đẩy hàng đẩy đồ thì bao anh em đẩy luôn, vì chế xe đẩy lúa đẩy hàng đẩy đồ ở nhà thì khỏi vào bàn rồi. Chắc đây mình xài khi nào cũng biết bao giờ mà cục xô nó hư các bạn. Đặt cứng ngắc người như này cứng lắm. Cái đồ máy này nó sẽ không bằng cái bánh hơi đâu, nhưng mà với lại thì chất lượng về lâu dài nó rất là ngon, bánh rất là đã luôn nha các bạn. Và giá của nó là B3 này các bạn cũng 101 các bạn, rẻ hơn hồi xưa rất là nhiều nha. Hồi xưa nó tới 140 lận. Rồi bây giờ là bánh B3, B4 chứ, B4 bên đây. B4 đây là nó là hình thức là nó như cái bánh này mà nó phóng to các bạn. Lỗ trục cũng là 16 luôn. Vành đây là vành nhựa đúc này. Đấy, đúc năng hoa này. Rất là cứng cáp nha. Không có gãy đâu các bạn. Cái bánh này anh em nhiều anh em lo ngại gãy, chứ mình bao bánh này anh em 250 kg nha. Không có gãy được đâu. Anh em mà về mình xài mà bé từ 250 kg đô lại mà bé cái này thì mình chịu cho. Rồi. Cái đường kính nó là 25 phân. Đường kính bánh là 25 phân này. Đó, độ dày bánh này, độ dày bánh này là 6 phân nha các bạn. Tính luôn cái manh, cái má này là 6 phân này. Xịn sò. Xịn sò con bò các bạn, rất là xịn. Đó, thì ở đây mình có trọng như này. Thì giá của B4 là 135.000 này các bạn. Đó. 135.000 một bánh. Thì anh em cứ mua sao mà đủ 300.000 là bao ship thôi. Mình thì bánh xe nó khá là nặng á. Giá này thì ví dụ như anh em mua 3 bánh là được bao ship rồi, mà bao ship thì tiền ship của mình nó cũng sẽ rơi vào khoảng 50 các bạn. Nói chung bánh xe thì bán phục vụ anh em, bán cho có mặt hàng cho nó đa dạng, chứ còn bây giờ mà kêu lời lãi thì chuyện đó tính sao đi. Đây, rồi mình báo giá lại các bạn. B1 này, B1 là mình 3.000 đồng một bánh, mình bán ít nhất là 10 bánh nha. B2 là 101 này, B3 101 và B4 135.000 một bánh. Trước khi giới thiệu súng bắn cát thì mình đây là mình sau cái thành quả này các bạn. Thì ở đây mình có hình ảnh trước và sau khi mình bắn cát. Đây là một cục máy của con Yamaha Exciter. Thì sau khi bắn cát thì nó sẽ được trắng và đẹp như này. Các vết dầu mỡ cũng như là những vết ố lâu ngày, những vết bùn đất đỏ thì cũng đã được bắn sạch sẽ rồi. Còn đây là một cái cục máy của con Wanfa. Đó, các bạn coi trước và sau và khác nhau y như là mới xuất xưởng luôn nha các bạn. Đó, anh các em coi dầu mỡ này, nó còn bên cái lốc mà mình đã bắn rồi đó các bạn. Thì nó sẽ sáng trưng như thế này luôn. Rồi bây giờ mình sẽ giới thiệu chi tiết về cái súng bắn cát nha các bạn. Rồi các bạn đón xem cái súng bắn cát này các bạn. Đúng ra là nó là 240 bao ship, nhưng mà trong video này mình áp dụng chương trình 300k bao ship á, thì mình sẽ hạ xuống 30 để cho anh em mua với sản phẩm khác vẫn được bao ship nha. Tại vì cái đây là hôm qua mình có đăng 324,
Thì anh em nào mà mua một cái như thế này á, thì 240 bao ship này. Còn anh em nào mua chung với những sản phẩm khác thì nó là 201 cộng với sản phẩm khác thì được 300 bao ship nha các bạn. Đó. Thì ở đây cái súng bắn cát bên mình thì bán rất là chạy nha. Đây. Con này là cái loại mà nó dùng cái bầu dính liền này, lên rất là tiện. Cái hộp này á, chúng ta bỏ được khoảng chắc hơn 1 kg cát. Chúng ta gắn vào đây, chúng ta kết nối cái dây hơi vào đây, chúng ta bắn. Đó, đây là cái đầu này nha các bạn, nó cái đầu gai này. Chúng ta về chúng ta dặn cái đầu hơi vô, hoặc là chúng ta thay cái đầu này bằng cái đầu nấu nhanh cũng được. Con này thì bắn vô địch rồi. Anh em xuống bắn cát thì ứng dụng rất là nhiều nha các bạn. Mình sẽ có cái video cho anh em coi là nó khi nó ứng dụng nó bắn như thế nào, bắn sạch như thế nào. Thì một cái con súng bắn cát này thì bên mình đang bán với giá là 201. Anh em mà mua một con là 240 bao ship nha. Còn anh em là mua chung với nhân pháp thì nó là 201 cộng tiền ship. Đó, đây, giá này, súng bắn cát. Bây giờ mình sẽ cho anh em coi cái hiệu quả của nó như thế nào nha. Rồi, sản phẩm đầu tiên là cái ổ khóa này các bạn. Ổ này thì giá nó cũng tương đối là cao. Nó hàng đây hàng chất lượng cao nha các bạn. Không phải là hàng ba cái hàng tầm 7. Nên giá rất là cao. Mà nó đắt tiền thì chắc chắn là nó sẽ xịn thôi. Nhưng cái đó là cái điều tất nhiên rồi. Thì đây là một cái ổ khóa của hãng Fingerring Lock này. Đó. Con này thì thời gian sạc pin của nó, thời gian lưu trữ pin nó đến 1 năm nha các bạn. Anh em nó có nghĩa là 1 năm chúng ta chỉ cần sạc pin một đúng một lần. Đó. Con này thì nó sử dụng kết nối Bluetooth, chứ nếu mình có app mình tải bạn coi. Ở trong hộp nó thì gồm có một cái ổ khóa này. Đó. Một cọng dây cắp sạc các bạn, cắp sạc và hai chìa cơ. Hai chìa này là hai chìa dự phòng các bạn, chứ bình thường này, nếu mà ấy chúng ta cũng không cần tới đâu. Đó, dự phòng lỡ trường hợp vô tình nó hết pin các bạn, nhưng mà cái đây rất là an toàn tại vì nó pin nó báo trên app cho chúng ta luôn. Nó không nên anh em cũng không phải lo cái vấn đề mà hết pin đâu. Thì và nó có một cái sách hướng dẫn sử dụng này. Cái này là cái sách hướng dẫn sử dụng thì nó hướng dẫn từ đầu tới đuôi luôn. Còn mình sẽ hướng dẫn sơ sơ cho các bạn coi này. Đó, đầu tiên này các bạn, chúng ta sẽ tải cho nó một cái app. Đây là một cái app của nó này. Đó, thì khi về thì đây là mình đã cài sẵn một cái ổ này. Còn chúng ta về thì nó sẽ có cái chỗ này, chúng ta thêm khóa này. Đó. Thì đầu tiên cho thêm thì chúng ta sẽ mở Bluetooth của máy lên nha các bạn. Máy chúng ta phải bắt buộc phải bật Bluetooth lên này. Nó bật Bluetooth lên. Đó, bật Bluetooth xong rồi thì chúng ta sẽ chọn vào cái phần là tất cả các loại khóa. Và trước khi mở cái khóa này lên thì chúng ta sẽ để mình giới thiệu trước cái khóa này đã. Đó, thì con khóa này nó nặng tầm khoảng 4 lạng các bạn, rất là nặng. Trong này thì nó có một cái quả pin trong này. Nó lưu trữ, thời gian lưu trữ của nó là đến 1 năm nha các bạn. Sạc pin một lần là sạc 1 năm. Và cái vân tay này á, thì nó sẽ được bảo vệ trong cái này. Nó lưu tối đa là 50 cái dấu vân tay. Thì với cái 50 cái dấu vân tay thì chúng ta có thể lưu được 5, nhà 5 người thì lưu được 10 ngón luôn các bạn. Mà thường thường chúng ta lưu là lưu cái ngón cái và ngón trỏ này. Thường lưu 2-3 cái dự phòng. Thì lúc mới về thì nó sẽ mặc định là cứ đưa vân tay nào nó cũng mở nha các bạn. Đây nè, đây mình chưa cài này các bạn, thì nó sẽ tự động nó mở để chúng ta cài đặt nó dễ. Đóng xong thì tôi đóng cái này lại. Bây giờ mình sẽ kết nối cho các bạn coi này. Đầu tiên các bạn, chúng ta vô cái phần khóa cửa là tất cả khóa khóa này. Đó, bấm vô. Rồi chúng ta sẽ tìm kiếm này các bạn. Đó, tất nhiên là tài khoản chúng ta phải đăng ký một cái tài khoản cho nó nha. Đó, chúng ta mở cái này ra. Chúng ta mở cái này ra thì nó sẽ bắt đầu kết nối. Đó, mở cái khóa này lên. Đó, bắt đầu là nó sẽ tìm ra các bạn. Anh em lưu ý là lúc kết nối chúng ta phải mở cái này lên nha. Đó, chúng ta phải mở cái này lên. Thế cho nên kết nối này. Rồi chúng ta tìm ra thiết bị chúng ta cộng. Đó. Rồi chúng ta sẽ kết nối nó lại. Chúng ta bắt đầu mình đóng này lại là nó kết nối. Đó. Nó đang kết nối các bạn. Đó các bạn, kết nối xong rồi này, rất là nhanh nha. Con này nó chỉ kết nối Bluetooth thôi nha các bạn, nó không có Wi-Fi. Mà cái đó cũng là một cái tính năng an toàn các bạn. Bây giờ chúng ta ok này. Anh em lưu ý là khi kết nối chúng ta bóp lại nha, bóp lại là nó mới chấp nhận. Rồi bây giờ thì tạm thời cái đây chúng ta mình chưa đặt tên nha. Nó sẽ có cái phần này. Đấy, bây giờ nó đang hiển thị phần trăm pin của cái khóa này, 80% pin này. Đó, và đây là dấu vân tay. Ví dụ như đây là chúng ta sẽ chia sẻ cho những cái điện thoại khác này các bạn. VSK này, chia sẻ cho người khác này. Đó, thì chúng ta phải tạo một cái tài khoản khác nữa. Còn bây giờ mình nói thêm một cái đó. Trên này nó có dấu vân tay. Đó, chúng ta bấm vào dấu vân tay này. Đó, chúng ta mở cái này ra. Đó, thì nó sẽ thêm dấu vân tay.
giờ chúng ta sẽ đó các bạn, chúng ta thêm, bắt đầu chúng ta ghi tên thì chúng ta tiếp theo này, rồi à, nó hiện đúng không, bắt đầu này, đó, nó đang tìm, rồi chúng ta đụng ở đây, đó, nó sẽ quét dấu vân tay y như cái iPhone 6, iPhone 7 hồi xưa đó các bạn, đó, rồi ok, được một dấu này các bạn. Bây giờ thì chỉ có mình mới mở được nha. Bây giờ bắt đầu mình mở này các bạn. Bây giờ mình ngón đây mình mở được này. Rất là nhạy các bạn, 2 giây là nó mở rồi. Đó, bây giờ còn những cái ngón khác thì không thể nào mở được nha các bạn. Đó, bấm lộn là nó sẽ tít tít tít. Nó sẽ không bao giờ mở được, chỉ có đúng một ngón này thôi. Và chúng ta muốn thêm nhiều dấu vân tay khác thì chúng ta có thể bỏ vô đây. Đó, chúng ta có thể bỏ vô đây. Thêm một vài dấu vân tay nữa chẳng hạn. Đó, tùy chọn các bạn nha. Và có một tính năng nữa là ví dụ như chúng ta đang ở trên xe đi về, nó cách cái ổ khóa này tầm khoảng 5-10 mét gì đó, thì chúng ta bắt đầu dùng cái này để chúng ta mở khóa từ xa các bạn. Đây, mình sẽ bấm cái nút này. Và nó sẽ mở khóa từ xa. Đợi một tí các bạn. Đây, nó mới cài đặt nên nó hơi chậm. Đây các bạn, thì bây giờ bắt đầu mình mở lại này các bạn coi này. Đó, bây giờ để đó, mở này, bấm một cái này. Nó tự bung nha các bạn. Đây các bạn, đó, chúng ta mở bấm này. Rồi. Đó các bạn, nó mở là nó sẽ đi đã mở khóa. Thì cái này nó không mở được từ xa, nó chỉ mở được cách khoảng 50 mét vậy đó các bạn. Bây giờ mình đưa cái điện thoại đây đi một cái nơi xa để mình mở thôi nha. Đây các bạn, bây giờ cái điện thoại mình là nó ở tuốt dưới kia. Đấy. Thì cách này tầm khoảng 10 đến 15 mét. Thì nói chung là cái này nó cái nối Bluetooth nên nó sẽ đảm bảo cho chúng ta là trong cái khoảng cách Bluetooth. Bây giờ mình mở cho bạn coi này. Mở đi. Đó, nó đang mở bên kia các bạn. Đó. Thì ví dụ như chúng ta đi làm về, chúng ta ngồi trực tiếp trên xe là chúng ta dùng điện thoại chúng ta mở luôn các bạn. Rất là nhạy luôn. Rồi mở lại cho các bạn coi này. Đó, nó tự động mở nha các bạn. Đó, thì còn ví dụ như chúng ta dùng app và không dùng app thì chúng ta dùng cái khuân tay thôi. Nó rất là nhanh như thế này. Rồi ok. Thì và con này thì nó có khả năng chống nước nha các bạn. Chống nước. Nó có cái chuẩn kháng nước rất là cao. Và con này thì ví dụ ở dưới này nó có một cái ron cao su nó che lại cái lỗ này. Thì cái này chúng ta để dùng chìa khóa cơ nha các bạn. Ví dụ như mà chúng ta bị hết pin hay là bị vân tay, nó nhiều khi nó bị đứt tay, nó ấy các bạn, thì chúng ta dùng cái này chúng ta mở khóa cơ này. Đó, đây là chìa khóa cơ nha. Đó. Còn cái lỗ này là lỗ tai xe để chúng ta sạc pin. Đấy, mà pin này chúng rất là lâu mới sạc một lần, một năm mới sạc một lần các bạn, tại vì cái này nó không có tính năng báo, nó chỉ báo động qua điện thoại nha các bạn, nó không báo động trực tiếp bên ổ khóa nên nó rất là tiết kiệm pin. Rồi thì cái càng này rất là to các bạn, càng này cái cộng này phải 12 ly các bạn, nó còn có chức năng là chống cưa này các bạn, nó có hai cụm này rất là kỹ càng. Thì anh em mua cái sản phẩm này thì gọi là ổ khóa thông minh nha, giá là 750, mình cũng đang xài một cái ổ như thế này, 750 bao ship. Rồi tiếp theo là hai sản phẩm camera các bạn. Cái camera này thì rất là xịn rồi, nói chung là giá thì nó hợp lý quá các bạn. Với chúng đây người ta gọi là một cái cam mà mua một được hai đấy bạn, mình có hai dòng nha. Anh em có thể mua cái nhỏ hơn này, cái nhỏ hơn thì nó gọn hơn, nhưng mà hai cái này thì tính năng nó y như nhau, nó sùng chung một cái app, đó là app Yosi luôn. Thì đầu tiên mình view cái con nhỏ trước này các bạn. Thì con này là camera ngoài trời có khả năng kháng nước nha các bạn. Đấy, nhưng mà tốt nhất chúng ta bắt nó thì chúng ta bắt ở trên máy hiên là tốt nhất, chứ đừng có để nước trực tiếp vào thì nó sẽ bền hơn. Còn trong cái hộp này thì nó sẽ có là một cái cam 360 độ. Cái này là cái ấy này các bạn. Đó, cái này là cái cục adapter của nó này các bạn, adapter 12V này. Đó. Rất là to. Và đây là cái cam của chúng ta. Con này thì kết nối vô cùng đơn giản các bạn, cái bước kết nối thì chúng ta mình cũng không cần hướng dẫn nha. Đó. Đó, thì con này đối với cái con nhỏ này á thì camera nó là 5 megapixel, độ phân giải lên đến Full HD nha các bạn. Đó. Bên trên thì con mắt nó có thể chỉnh bằng tay. Ví dụ như con này chúng ta chỉnh bằng tay, ví dụ chúng ta lắp lên chúng ta muốn chúng ta là đưa con mắt này nó cố định chỗ nào thì chúng ta đưa qua. Còn con dưới thì nó có khả năng xoay 360 độ các bạn. Đó, nó xoay dắp dòng luôn nha. 360 độ lên xuống. Đó, nó như này. Và hình ảnh cho ra cực kỳ nét luôn nha các bạn. Thì chúng ta về chúng ta có thể nhớ chúng ta bỏ vào trong chỗ này. Này, trong này nó có cái nút reset thẻ nhớ này. Đó, và chúng ta có các thẻ nhớ trong này và đậy lại nha các bạn. Nhớ đậy lại chứ không nó lỏng nước là nó sẽ hư.
mua một được hai là nó đó các bạn đó. Và cái con cam thứ hai á là con cam này này, con này thì nó to như là gấp 3 các bạn. Nó to thì nó sẽ cái độ báo động nó to, nó ấy hơn. Các bạn thấy này, cái con này thì nó có chúng ta hai cái loa, hai cái loa này nó rất phát ra âm thanh rất là lớn các bạn, nó có cả cái đèn chớp nhá luôn. Thì cái này thì nó làm ở những cái khu an ninh các bạn, thì nó sẽ phát ra tín hiệu to nên cái người mà ngoại lai vô thì người ta sẽ cái gì người ta sẽ thấy cái này, người ta còn ớn hơn, sợ hơn. Còn hai cái con như thế này này, hay hai con này là chất lượng âm hình ảnh giống như nhau các bạn, đó. Đều là full HD hết. Và anh khi anh em mua bên mình á thì anh em có thể mua thẻ nhớ các bạn. Đợt trước mình không có thẻ nhớ nhưng mà đợt này mình đã mua rồi, mình đã có trang bị thẻ nhớ rồi. Thì thẻ nhớ bên mình là mình bán, nói chung là bán giá cho anh em về anh em để vốn anh em thôi, chứ thật sự thẻ nhớ thì mình không có lấy lời trong này, mình chỉ lời trên cái camera thôi. Thì thẻ nhớ là 100.000 một cái nha các bạn. Các đơn vị khác người ta vẫn bán là 140-150 bình thường, 64GB các bạn. Với thẻ 64GB này nó có thể lưu hình ảnh lên tới 10 đến 15 ngày tùy cái hoạt động của chúng ta. Và cái cam nhỏ á, cái cam mà cái cam loại nhỏ này các bạn, cam này này, đấy, giá của nó là 430.000 cái cam thôi nha các bạn. Anh em mua thẻ thì cộng thêm cho mình 100.000, còn không mua thẻ thì nếu có thẻ rồi thì chúng ta trả 430 bao ship con cam này, quá rẻ nha. Còn con cam lớn thì giá là 600.000, thẻ 100 nữa. Thẻ nói chung là mình nói rồi, thẻ là mình bán cho anh em là trên cái tinh thần là bán cho đi kèm thôi nha các bạn, chứ thật sự mình không có lời trong cái thẻ đâu. Đây, và đó, cái này nè các bạn, thì anh em nhớ nha, cam nhỏ là 430 cộng thẻ 100 nữa, còn cam lớn là 600 cộng thẻ 100. Bây giờ mình sẽ chỉ cái app cho anh em coi này. Thì trong này nó rất là đơn giản thôi, app Rosy nha. Thì đây, mình đang xài cái cam này, hai con mắt nó rõ nét lắm, cực kỳ luôn nha các bạn. Đó, đây là mình đang lắp đỡ một con đó, xí nữa mình sẽ giới thiệu những cái tính năng nó cho các bạn coi. Thì đây, thì nó sẽ chia ra hai khung hình nha các bạn, một khung hình dưới, một khung hình trên, anh em coi đây. Đó, thí dụ như chúng ta xài thì chúng ta đưa một con mắt để chỗ khác các bạn, ví dụ như đây, mình đưa sẽ đường mắt bên trong, nó sẽ quay theo đó bạn, quay ra vô nha. Đó, ví dụ như nhà cửa hàng anh em mà chúng ta muốn quan sát hai chiều hai hướng, thì đây chúng ta bên kia một mắt, bên đây một mắt, rất là tiện lợi các bạn. Con mắt này thì nó đang nhìn mình đang quay phim cho các bạn coi đó. Bây giờ mình quay lại này. Đó, con mắt dưới thì nó xoay và nó có cái khả năng là bám theo vật thể nha các bạn. Ví dụ như chúng ta muốn bám theo người thì chúng ta đó, mình đang quay phim cho các bạn coi là mình đang ngồi đây này các bạn. Đó, rất rõ nha các bạn, cực kỳ rõ luôn, cái hình ảnh nó cực kỳ rõ luôn. Nó có cái chỗ chỉnh HD này, chúng ta chỉnh qua chế độ HD, full HD là nó rõ hơn này. Đó. Và những cái con camera bây giờ các bạn thì nó sẽ đàm tỏi hai chiều bình thường nha các bạn. Ví dụ như mình nói vô thì bên đây nó sẽ phát ra âm thanh, hoặc là bên đây bên cái camera nói thì nó cũng sẽ phát ra âm thanh. Alo. Alo. Đó. Âm thanh nó các bạn chúng ta có thể chỉnh được âm lượng nha các bạn. Đó. Rồi nó có tính năng báo động các bạn. Ví dụ như mình nói là ban đầu bên kia nó phát ra cái đèn chớp nhá. Rồi nó có cái chức năng là đuổi trộm này, nó có chức năng trong máy là đuổi nhanh này các bạn. Chúng ta bấm vô đuổi nhanh. Đó. Con này thì nó trang bị hai cái loa. Hai cái loa này nó rất là to. Đây có được âm thanh, nhiều loại âm thanh nữa nha các bạn. Đó, các bạn, con này thì nó có khả năng là bật đèn ban đêm. Đây, ví dụ như mình để ánh sáng trắng này. Đó, nó sẽ rọi cái đèn, sáng cái đèn lên. Ban đêm thì thường thường là trắng đen nha. Bây giờ nó sẽ rọi lên cho mình. Đó. Và anh em coi cái độ linh hoạt của cái cam dưới này. Chúng ta có chế độ chỉnh bám theo vật thể nữa nha các bạn. Ví dụ như chúng ta chỉnh bám theo một ai đó thì nó sẽ đi theo. Con cam này rất là ưu việt luôn nha các bạn. Hai con cam thì nó như nhau thôi. Con này nó hơn cái kia là nó ở hai cái lo trên đó. Và nó sử dụng thì cũng gần như những cái camera khác thôi các bạn. Đây mình đây nè. Xem lại rồi này kia, nó lưu hình ảnh trong này rồi các bạn. Đó, chúng ta có thể xem lại video. Đây mình chưa gắn thẻ nhớ. Cái con này anh em gắn thẻ nhớ là gắn chỗ đây này các bạn. Anh em nhìn ở dưới này. Đó, nó có một cái nắp này. Đấy. Cái nắp này thì chúng ta dùng hai ốc, chúng ta mở hai ốc ra nha các bạn. Hãy mở hai ốc ra là chúng ta có thể gắn ốc bình thường. Chúng ta có thể bỏ thẻ nhớ vô bình thường. Rồi, giá mình cũng đã báo rồi các bạn. Bây giờ mình đến sản phẩm tiếp theo.
Rồi, một cái sản phẩm mà mình nghĩ rất nhiều anh em cần đây các bạn, trong cái mùa mưa, mùa cấp biển cũng như là cái mùa đi xoay cua, xoay ốc, xoay rắn như bây giờ thì cái này là số 1 nha các bạn. Đó. Trên thị trường không có cái đèn đội đầu nào mình nó khủng khiếp như cái đèn này đâu. Đây thì đây là một cái con đèn đội đầu. Thiết kế này các bạn, con này nó dài hơn 20 phân. Trên này nó có cục pin to trong này nha các bạn. Đó. Và nó sẽ có trên này nó sẽ có đèn báo pin. Rồi lỗ sạc pin. Con này có chuẩn kháng nước nha bạn, kháng nước để chúng ta đi đêm chúng ta bắt cua bắt ốc thì nó sẽ không có bị vô nước. Rồi cái chó đèn nè bạn, cái chó đèn thì nó rộng phải 10 phân nha bạn. Và trong này thì nó sẽ đi kèm cho ta là một cái cục adapter sạc này. Một cái cọng dây đi phụ kiện nữa này, một cái cọng dây phụ là hai cọng nha các bạn, nó có hai cọng dây. Và hai cái tấm chó nữa các bạn, cái này là cái hai này các bạn. Đó, hai cái này là cái hai cái tấm để ấy. Và khi chúng ta về anh em lưu ý nha các bạn, lột cái này ra. Hôm bữa mình không lột nó không sáng luôn các bạn. Đây. Chúng ta lột cái này ra nè. Đó. Lột hai miếng hai bên ra. Để mình lột ra luôn. Đây các bạn, sau khi lột nó trong veo như này nè. Đó. Thì đây là cái ánh sáng trắng của nó này. Thì khi chúng ta muốn thay chúng ta mở cái này ra nha các bạn. Mở cái này ra thì chúng ta thay được con chót. Đó. Và giá cái đèn này là 400 ngàn nha các bạn. 400 ngàn là giá rẻ nhất thị trường rồi đấy. Cái này là cái nhôm tán nhiệt nè các bạn. Anh em mình cho anh em coi cái độ sáng này. Ví dụ như mình rọi xuống đất đi. Con này thì được cái là nó pha nha các bạn. Đây, cái đốm pha nó rất là kinh khủng luôn. Nhìn vô đây là lé luôn các bạn, lé mắt luôn á. Nó có hai chế độ này, ba chế độ, mờ và chớp chớp này các bạn. Đây là tính năng bình thường 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 của những cái pin là vậy. Bây giờ thì mình anh em nhìn thấy cái thằng nhà bên kia này. Đó. Mình sẽ soi các bạn coi này. Anh em coi cái đốm kinh khủng không? Cái này nó chuyên pha nha các bạn, nó pha rất là xa, con này như nó pha đến 500 mét là các bạn. Anh em nhìn qua bên nhà kia này. Đó. Các bạn đang trời sáng để mình quay bên này. Đó. Đang trời sáng mà anh em coi này, nó pha lên tới cái bảng hiệu kia đúng không? Bên này các bạn. Anh em coi nhìn qua nhà họ nó sáng trưng. Đó, anh em thấy nó xa kinh khủng không? Anh em coi cái đốm này, đây cái đốm pin đó, cái đốm này. Đó, anh em coi cái đốm này. Cái này mà soi cua soi ốc là số 1 nha các bạn. Bây giờ mình thử mình bỏ cái chó xanh vô này các bạn. Đây mình để ngoài thôi chứ mình cũng không mở ra. Đây anh em coi cái chó xanh này. Nó ra cái màu xanh này, không biết cái màu xanh để làm gì thì mình cũng không biết. Đó, nhưng mà theo mình biết là cái đốm vàng này thì người ta dùng nhiều lắm các bạn. Cái này người ta bắt ếch bắt cua là người ta thích cái này lắm này. Trắng này các bạn, vàng này, rất là nhiều cái chó nha. Đó các bạn, đó, rất đẹp. Đó, trắng này, xanh này. Đó. Khi xài thì trên này nó có một cái đèn báo pin cho anh em nha các bạn. Đó, hai cái nút này là một nha. Ví dụ như dùng một nút thì không dùng nút kia. Hai nút này là tính năng như nhau thôi. Con này thì có khả năng kháng nước. Khi chúng ta đổi nè các bạn, mình cắm mình đổi này. Nó có một cái mương trên này nè các bạn. Nó giúp chúng ta là ôm vào cái đầu. Đây này các bạn, anh em coi này, ôm cái đầu. Thì khi đổi thì cái này nó sẽ nằm trên cái đỉnh đầu của chúng ta. Đó, mình đổi là nó ôm trên đầu như thế này. Nên cái khi chúng ta di chuyển thì nó rất là khó bị rớt nha các bạn. Đó, chúng ta đổi thì nó ôm sát như vậy. Và chúng ta sẽ chỉnh cái này theo cái yêu cầu này. Đó các bạn. Rất là tiện lợi nha các bạn. Nhìn đâu là nó sẽ theo đó. Sáng kinh khủng luôn các bạn. Rồi, cái đèn này thì mình báo giá lại nha các bạn. 400k bao ship nha. Bên mình chỉ có giá bên mình thôi nha các bạn. Ok. Rồi, bình thường là cái combo này á là nó sẽ gồm 5 mũi khoan các bạn. 5 mũi khoan này là mình bán bình thường là 165 này. 10 cái mũi này là 50 này, cái này 30 này. Còn cái này 55. Thì hôm nay mình sẽ làm một combo như thế này. Đó. 4, 6, 8, 10, 12. Mình bán combo này chỉ có 220 ngàn thôi nè các bạn. Đấy, rất rẻ nha các bạn. 10 mũi vít này, 5 mũi khoan, một cái hướng bụi khoan tường các bạn. Cái hướng bụi này dùng để khoan cái này đó. Và một cái lấy dấu tự động. Đó, lấy dấu tự động này. Giá chỉ có 220 thôi. Anh em muốn gọi là combo mũi khoan nha. Đó. Rồi, tiếp theo là thước inox. Thằng này là thằng bãi nha các bạn. Đó, thước inox này, bãi Nhật này. Con này thì nó được cái nó có lỗ ban. Nó có lỗ ban chữ tiếng Việt luôn. Và con này là thước inox. Inox nên nó sẽ không sợ, anh em không sợ nó bị rỉ sét như cái thanh thước này nha. Hai cái này thì nó bằng sắt này nhưng mà cái lá thước thì nó là inox. Đó, thì ở đây mình bán sạc cà là 30 ngàn một cây nha các bạn. 30 ngàn một cây. Thước anh em gọi là cái thước nha. Rồi, thì có cái mùa chống dột này á, mùa mưa này thì chúng ta có cái loại chống dột này các bạn. Đây. Đây là cái loại keo chống dột này, hàng của Nhật nha các bạn. Mình có là
cái cụ 5cm này, chiều dài là 5m. Cái này anh em về dán tôn, dán đồ mùa mưa này mà chỗ nào bị dột, bị đồ chúng ta rửa này, chúng ta dán này là nó rất là hay luôn. 40.000 một cụ nha bạn, keo chống dột này. Mỡ bò chịu nhiệt các bạn, đợt này mình giảm còn 30.000 một chai luôn. Mỡ bò chịu nhiệt thì chúng ta dùng để tra cho máy móc rồi đó, xe múc, xe ủi rồi máy khoan, máy mài, máy cắt vậy đó các bạn. Chịu nhiệt lên đến 180 độ C nha các bạn. Một chai mỡ này thì 4 lạng, mình bán 30.000 một chai luôn. Rồi về phần đèn các bạn. Đèn đó là đèn đèn. Đèn trần nha các bạn. Đèn trần thì mình có là cái này. Ở đây hôm nay mình thanh lý á. Ở đây là mình thanh lý 10 con đèn trần nhỏ này các bạn. Đèn trần nhỏ này thì hàng này có led van các bạn, led van thì nó xịn rồi. Con này thì nó màu vàng, nó ra ánh sáng vàng. Đây, con đèn nó rất là xịn nha các bạn. Một con này thì nó chỉ có ánh sáng vàng thôi các bạn. Hai dây này. Rồi kích thước của cái con này để mình đo cái đường kính rộng cho các bạn coi này. Con này kích thước là 10 phân nha. Đó. Công suất nó chỉ có 405W thôi. Công suất 405W này các bạn. Công suất 405W này. Cái này thì mình bán 10 cái mà chỉ có 380.000 thôi các bạn, quá rẻ luôn. 10 cái chỉ có 380 và bao ship luôn nha các bạn. Đó. Rồi cái loại mà loại trung á, loại mà vừa vừa á thì nó có cái loại này. Còn này là 5 cái nha các bạn. Mình nó combo 5 cái. Đó, 5 cái cái loại này thì nó để mình đo cho mình cái kích thước này. Hàng tất cả là đều ánh sáng vàng nha các bạn. Đó, hàng còn có 3 con bị luôn, hàng mới keng 100%. Đây, led van. Đường kính của cái đèn á là 17.5. Nha các bạn, ánh sáng vàng. Anh em nào mà đang làm nhà mà cần cái một cái thiết bị xịn sò như thế này các bạn, led van này. Đó, thì chúng ta mua cái này là hợp lý nha. Đó, đợt này thì mình thanh lý nó rất là rẻ rồi. Giá nó chỉ có 5 cái mà chỉ có 300.000 thôi. Tính ra có 60.000 một cái mà được bao ship luôn nha các bạn. Đó. Còn cái loại lớn này các bạn, cái loại lớn à, cái loại này thì nãy nó là 10.5W nha các bạn. Còn cái loại này á là 16.5W này các bạn. Con này thì to. Có cái tay nữa. Led van này, hàng xịn này. Con này thì nó là 22cm, 22cm, rất là lớn. Thì anh em ở đây úp ngoài hàng, ngoài xăng là được các bạn. Rồi, giá của này mình cũng thanh lý 5 con là 400.000 các bạn. Tính ra có 80.000 một con thôi. Ok. Đây các bạn, đây là cái led audio này, hàng của Mỹ, hàng xịn nha các bạn. Hàng này là made in USA này. Đó, thì con này á, công suất nó là 5W. Nó hay dùng trong các thiết bị trang trí các bạn, như các cái đồ trang trí nội thất đó, nên nó dùng cái này. Thì con này nó sử dụng cái 12V. Thì con này được cái là nó không có phân cực các bạn. Đường kính con này thì nó cũng, con này đường kính như 5 phân vậy. Thì mình đo lại cho chắc này. Con này đường kính là 4,8 phân này các bạn. Thì đây, ở đây mình sử dụng một cái bình 12V để mình test cái ánh sáng đó cho các bạn coi nha. Đó, ánh sáng đó này. Thì cái này là một là cái đèn mà người ta dùng để co các bạn. Con này thì nó không có cái chui, thì chúng ta về cửa hàng dài vô các bạn, không, nó không phân cực, anh em cứ đưa cái cực nào nó cũng được, tại trong này nó có bộ biến điện rồi, nó dùng điện 12V nhưng mà nó không phân cực nên rất là tiện. Các bạn, màu rất đẹp nha các bạn, màu ấm rất đẹp, sáng cũng dữ dội chứ không dữ đâu. Đó. Thì ở đây thì một con như thế này á, thì nếu mà anh em mua lẻ là 20.000 con, nhưng mà anh em mua 5 con á là 90.000 nha các bạn. Đó, mình bán 5 con là 90.000. Đây, led audio này. 5 con là 90.000. Hàng này là hàng made in USA thôi nha các bạn. Đây, hàng của Mỹ đàng hoàng nha. Rồi, ly giới thiệu hôm nay thì mình sẽ bán là 430.000 10 ly nha các bạn. Đây, thì ly nó cũng một đủ màu, nó còn ít thôi. Mình bán 430.000 10 ly. Đó, ly ở bên mình thì là loại cái loại ly mà 450ml các bạn. Nên là ly này này. Thì nói chung là ngoại hình thì mình mấy video trước mình cũng nói rồi, nó chỉ có 60% thôi chứ nó không có được đẹp đâu. Nhưng mà bên trong thì anh em yên tâm, chưa có đụng nước, chưa vô nước luôn á. Đây thì nó xấu nên nó mới rẻ nha các bạn, chứ nó đẹp là nó đắt tiền lắm. Đây này, hơi chạy này.
Rồi thì cái này thì nói chung là bỏ đá vô là giữ nhiệt rất là lâu nha các bạn. 8 đến 10 tiếng là vẫn chưa tan đá hết đâu. Được cái là cái này nó rất là giữ nhiệt rất là tốt. Và còn ví dụ như anh em mà uống bia thì nó sẽ không có bị cái trường hợp là đổ mồ hôi cái ly á. Nước nóng chúng ta 100 độ này, nhưng ngoài này cầm bình thường vậy này không có bị phỏng tay. Rất là hay, ly giữ nhiệt cũng nhật nha các bạn. Thì ở đây hôm nay mình bán là 10 ly là 430.000 bao ship này các bạn. Rồi tiếp theo là cái bộ này. Bộ này là cái bộ mở ốc gãy, bộ taro ngược các bạn. Thì mấy anh em cơ khí mà hay bị cái trường hợp là con ốc nó bị gãy trong chi tiết máy hay là ở nhà đình chúng ta cũng vậy, thì chúng ta dùng cái bộ này, chúng ta khoan một cái lỗ, chúng ta dùng cái con ốc này chúng ta taro ngược ra các bạn. Đây là cái taro ngược để nó lôi con ốc gãy ra. Trong này bộ này là bộ 6 đầu. 6 đầu thì mình bán hôm nay chỉ có 50.000 thôi. 6 đầu 50.000 một hộp như này. Quá rẻ nha các bạn. Thì cái này thì chúng ta sử dụng gia đình hoặc là chúng ta sử dụng mấy anh em làm xưởng làm đồ, mấy em sửa chữa máy móc rồi đó các bạn, chúng ta dùng này là hợp lý nhất nha. 50k. Rồi. Tiếp theo là một số cái đồ bên này nữa các bạn. Hôm nay thì có thêm cái thuốc diệt gián này. Trong nhà chúng ta mà gián nó thường hay leo lên ở những cái chỗ mà gầm bếp, tủ bếp hay là trong tủ quần áo đó các bạn, thì chúng ta dùng cái này là hợp lý nha. Đây, đây là một cái vỉ thuốc diệt gián. Con này thì nó là sinh học nên nó rất là an toàn. Và con này thì ví dụ một viên như này nó sử dụng cái diện tích là 5m2. Ở trong này thì nó có cách hướng dẫn sử dụng này. Và nó có một cái vỉ gồm có 8 viên như này. Đấy. 8 viên. Thì chúng ta về chúng ta cắt ra các bạn, cắt ra từng viên, chúng ta mở nắp ra này. Trong này nó sẽ có một cái lọ chắc này, nó dụ dán tới và con dán ăn chỗ này là con dán tự động chết nha. Và đây là mấy miếng keo hai mặt, chúng ta lột con dán như từng miếng, 8 miếng keo hai mặt chúng ta dán như 8 miếng thuốc này. Đó. Chúng ta bỏ trong tủ chén tủ đồ các bạn là dán nó sẽ thứ nhất là nó sẽ nó ăn vô nó chết, còn thứ hai là nó sẽ xua đuổi luôn các bạn. Mình cái này mình cũng đang xài mình thấy hiệu quả nên mình mới bán cho các bạn. Thì một hộp như này á là giá chỉ có 30k một hộp như này, thuốc chán này. Rồi hôm nay thì mình tiếp tục là giới thiệu cho anh em mấy cái cúc nối cho điện các bạn. Cái hàng này thì nó rất là hot bên shop mình. Đây đây, ví dụ như chúng ta muốn nối một cái motor vô một cái thiết bị điện gì đó đúng không, thì thay vì chúng ta quấn băng keo băng đồ nối này nó không chắc chắn thì chúng ta mua cái này. Đó, một cái hộp, một cái này á nó như thế này này. Đó, chúng ta mở như này này các bạn, chúng ta gắn cái đây đảm bảo là chắc nụi và gắn điện vừa tốt mà sau này chúng ta tháo lắp sửa chữa nó lại dễ dàng nữa các bạn. Đó, gắn vô anh em coi này, cái motor này nó nặng hơn 1kg mà cứng ngắc cứng ngơ luôn nha các bạn, rất là cứng. Rồi thì cái đây là cái cúc bình thường nhất này, mình bên mình đang bán cái này á là giá là 10 cái như này là 40.000 nha các bạn. 10 cái là 40.000, nhưng mà anh em nếu anh em mua một hộp như này là 50 cái này, một bịch như vậy là nó gồm có 50 cái, nó nằm trong một cái hộp như này. Đó, thì bên mình đang bán với giá là chỉ có 170.000 thôi. Nếu anh em mua nhiều thì nó sẽ rẻ hơn nha. Đó, một hộp như này là 50 cái là 170.000 một hộp như này nha. Và bên mình cũng đang có cái loại này nữa các bạn. Cái loại này thì nó là mình thấy nó ít xài hơn cái kia nên mình đã phân một cái combo á cho anh em. Về anh em mua một cái combo này là anh em đủ xài luôn nha. Ví dụ như vậy thì ở đây trong này nó sẽ có gồm có 18 cái đầu, trong đó thì nó sẽ gồm chia làm 6 loại, mỗi loại 3 cái. Đây các bạn, sẽ chia làm mỗi loại 3 cái này để mình phân tích ra, mình phân ra rồi mình sẽ nói từng cái công dụng của từng cái loại đầu cho các bạn coi. Đây các bạn, một combo này. Đó, ví dụ như cái này á là nó từ một cái đầu dây điện mà nó đưa ra hai. Nó đưa ra ví dụ như chúng ta đưa vô một và chúng ta chia tới 4 luôn này, 1 2 3 4 này. Nó chia ra 4 đầu chia này. Đó, còn cái này á một đầu nó chia ra làm 3 này các bạn, nó chia ra làm 3 này. Cái này á một đầu nó cũng chia ra làm 2 này. Đó, mình có cái đây. Thì cái đây là dây tối đa là 4.0 nha các bạn. Cái lớn nhất là dây 6 chấm này, còn mấy cái kia là dây 4.0 đổ lại. Còn cái này là những cái đầu để nối với điện, ví dụ như vậy. Đó, ví dụ như anh em tưởng tượng chúng ta có một
cái hai cái đầu dây điện này chúng ta thay vì chúng ta nối như thế này, chúng ta chỉ dặn như thế này thì chúng ta dùng cái này đó, chúng ta nối luôn đó. Cái này thì chúng ta cũng ít xài nhưng mà mình thấy nó cũng hay đó, chúng ta nối lại như thế này đó thì nó vừa tiết điện tốt, mà mới mốt đó, chúng ta thay thế sửa chữa nó không dễ nữa các bạn, nó dính như vậy này đó. Đó. Và tương tự thì bên kia nó cũng có mấy cái này nối ba đầu dây điện này, ba đầu dây điện nối với nhau này, đây là năm đầu nối với nhau này đó. Thì một cái combo như này bên mình đang bán với giá là 80.000 đã giảm giá rồi đó các bạn, 80.000 một cái combo trong một cái túi như đây. Ok, đây các bạn, mình hôm nay mình có một combo này, ổ cắm cái cắm này các bạn đó. Nó còn ít nên mình sẽ làm cái combo mình bán cho nhanh nha. Thì combo này nó đầy đủ luôn cho mấy anh em mà đi làm công trình. Thì ở trong này nó sẽ có này các bạn, đây là ổ cắm 5 lỗ chống cao su chống va đập này các bạn. Trước giờ mình bán rất là nhiều rồi nha, 5 lỗ mình gọi là 5 lỗ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì ra nó tới 7 lỗ đó. Nhưng mình gọi là ổ 5 này, hai cái này, ổ 3 chống va đập này các bạn. Đấy, là hai cái này đó. Rồi bốn cái phích chống va đập, bình thường nó là 20.000 một con đấy các bạn, còn đây là 45.000 cái này. Và đây đây nữa là hai phích vàng này, phích dẹp. Cái phích này nó cực kỳ xịn nha các bạn, này dẻo này đó, phích vàng này và một cái ổ cắm vàng. Đây ổ cắm này 1, 2, 3, 4 lỗ, cái ổ cắm này xịn lắm nha các bạn. Thì một combo như này mình bán chỉ có 300.000 thôi, bao ship tặng nhà luôn. Đây, một combo này mình bán một combo là 300.000 bao ship nha. Thôi sáng tiện luôn, sáng tiện hôm nay là mình về được cái cọng dây các bạn. Cái cọng dây này là cọng dây nguồn nha, cọng dây ổ cắm dài 5m, ổ cắm dài 5m mình đây mình bán cho bạn đó. Cái này thì chúng ta về chúng ta câu dây mấy hàng mấy đồ là vô tư các bạn. Dây này thì hình như là loại 1.5 các bạn. Nó gồm có một cái đầu, đây là cái lỗ cho mấy cái máy nội địa ốc này, lỗ nghiêng này, đây là hai cái lỗ chính này các bạn đó, bằng đồng nha. Ổ này thì rất là đẹp, dây này đó, chúng ta xài gia đình cái đồ hay là máy quạt máy đồ này kia là cũng khá ngon. Giá chỉ có 75.000 một cộng thôi các bạn, nội địa trung nha, 75.000 một cộng này. Rồi hôm nay mình thanh lý cho anh em cái đèn Bana này các bạn. Cái đèn này thì còn được 2-3 cái gì đó, mình lấy cho hết hàng luôn. Con này là xịn đó nha các bạn. Đây là cái cọng dây sạc nó này, cái này là hàng Bana nha. Thiết kế thì mình khỏi cái bàn rồi, đèn Bana. Cái này là đúng ra là cái đèn ngủ nha các bạn. Anh em nhìn cái thiết kế này, cái độ hoàn thiện nó rất là cao nha các bạn, rất đẹp. Panasonic cầm này cảm ứng luôn nha. Đây là một cái đèn ngủ, ví dụ như nó cũng là một cái thiết bị decor đẹp đó các bạn. Chúng ta bật lên này, bật này. Cái đây là đèn ngủ nha các bạn. Đó, nó ba mức độ ánh sáng, 4, 3 mức này, 2 này, 3 này. Cảm ứng nha. Đóng thì chúng ta gấp lại là nó tự đóng. Con này thì hôm nay mình thanh lý chỉ còn có 250.000 thôi. Đó, 250.000. Rồi, tiếp theo là cái cân sức khỏe này. Cái cân này thì mình còn cũng được 2-3 con vậy đó. Thanh lý 200.000 một con nha bạn, quá rẻ. Còn nguyên siêu, nguyên tay luôn. Con này nó kết nối được với điện thoại không qua app nha các bạn, để theo dõi. Thì con này ví dụ như chúng ta về á, muốn xài chúng rút cái này ra nha các bạn, nó có cái siêu này, rút ra. Rút ra xong rồi đứng lên là nó căng, không cần bật nút gì cả. Mặt kính cường lực rất đẹp, rapido. Cái này có hiện thông số trên này. Đây là hai cái bàn đạp này các bạn. Căng rất xịn nha các bạn. Đây là nó có pin sẵn này rồi, chúng ta về chỉ cần giữ cái miếng này lên là xài thôi. Giá được này mình thanh lý nó chỉ có 200.000 thôi các bạn. Đây 200k 200 này. Nó thực tế vậy thôi. Tiếp theo là cái súng hàng nhựa các bạn. Đây cái mỏ hàng nhựa mà dành cho mấy anh em làm đồ nhựa này, hay là trong gia đình chúng ta mà vô tình có cái gì nó bể á. Đây thì trong bộ nó sẽ gồm có một cái súng, máy cho hộp kim như thế này, cái dao rọc giấy này, cái kìm. Thì cái con này chủ yếu là cái này, để này qua một bên nha.
sống đơn vậy thôi các bạn. Thì combo này thì mình sẽ tặng kèm cho anh thêm là một cái bị ghim, rất là nhiều đầu ghim như này nha. Đây, rất là nhiều cái đầu như này. Cái này là cái loại thông dụng nhất này. Trong này nó có 4 cái loại ghim như chúng ta nha các bạn. 4 loại ghim trong 4 hộp này. Hộp này là cái đầu chúng ta mình tặng thêm. Thì chúng ta gắn vô đây. Cách thức sử dụng các bạn, anh em coi nè. Dù như cái ghế chúng ta vô tình nó bị bể đúng không? Mình tưởng tượng nó bể nha bạn, nó chưa bể đâu. Đây, ví dụ như nó bể ở đây, chúng ta chỉ cần như này nè. Đây các bạn, đây, anh em coi nè. Đó, mình chỉ cần để vô và bấm cò bạn. Bắt đầu là nó nóng cái này lên. Nó ăn vô nhựa. Đó, nó ăn vô nhựa này các bạn thấy không? Nó ăn rất là sâu này. Đó, thì chúng ta đợi một lúc cho nó khô. Nó khô rồi chúng ta cắt cái này, chúng ta giục nha các bạn. Đó, làm là cái cây này nó ăn nhựa luôn. Hiện tại nó còn nóng. Thì cái này thì giúp cho chúng ta hàng những cái đồ nhựa trong gia đình nó bị bể các bạn. Nó chúng ta bẻ được nha. Cái này chúng ta bẻ là nó gãy luôn, nó có khớp nó tự gãy này. Không cần bấm nha. Đó, nó ăn luôn sau này. Ví dụ như cái này nó đứt ngang đúng không? Rất cứng luôn các bạn. Rồi, thì cái bộ này thì mình đang bán là mình có kèm theo bị này là 390 nha các bạn. 390.000. Rồi, 390. Motor giảm tốc các bạn vẫn là 140 một cái nha các bạn. Đây, mình bán rất nhiều rồi. Made in Korea. Vòng tua nó chỉ có 10 vòng trên phút thôi. Nhưng mà với vòng tua này thì chúng ta quay gà quay vịt là số 1 luôn. Quay rất là nhiều loại gà vịt. Cấp nguồn là chỉ cần cắm âm dương nó chạy các bạn. Cái đây nó 4 chân này chúng ta cắm 2 dây ngoài này. Đây. Những cái bình thường nó sẽ có cọng dây đi theo như thế này nha các bạn. Đây các bạn. Đây nó có cọng dây, chúng ta cứ mình sẽ kèm theo dây cho anh em nha. Đó, như này chúng ta cấp âm dương là nó chạy rồi. Tốc độ thì nó rất là chậm nên anh em có thể làm rất là nhiều ứng dụng nha. Ok.